đến kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ ăn lẩu mắm nha cả nhà. Chào cô, ông bà, chào cả nhà. Chào cô chú, anh chị và các bạn đi tính. Chào ông bà, cô chú. Chào. Chào ông bà, cô chú. Các bạn. Các bạn. Hôm nay có ăn cơm với lẩu mắm. Hôm nay cơm với lẩu mắm. Rồi. Mời ông bà, cô chú ăn với con. Mời cô. Bật lên. Quẹt đâu? Cái nồi mắm tảng thằng luôn cả nhà. Quẹt dở này lên. Ăn lẩu mắm với gạo. Với gạo nè, cà đông súng. Với hủ qua. Với bà chỉ với cá hú nè cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn chung với mơ gia đình mình nha cả nhà. Không, không ăn thịt đâu. Có ăn cái gì? Cà lớn. Cà cơ không à. Mời cả nhà ăn với mình nha. Cả nhà ăn với mình nha. Cả nhà. Nha. Quá xá với cái lẩu mắm này, cá này cả nhà. Bà chỉ. Đây là rau. Cây. Đã quá nhà ơi. Cái nhà uống với mình nha. Cái này là gạo nhúng rồi nè. Luôn luôn ăn lẩu hay ăn đồ nhúng là đều gạo nhúng nó ăn ngon hơn mấy cái gạo kia trên cái nhà. Nó mắc tiền hơn á. Ăn có giòn. Mày nhảy à? Ăn đi con. Ăn đi con. Cắt rồi chị cho. Quá đã luôn. Củ qua nha. Không súng nữa. Bây giờ hốt. Dạ. Con ăn thịt tới là không có. Không ăn thịt. Không ăn cá luôn. Tết nè. Cái đó chưa chín. Chín rồi nè. Thổi nha. Nóng nha, thổi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
chai nước mắm, muốn chai nước, mẹ chai con đê với mẹ nước lạnh luôn đó, chai nước này hả? Thịt bà chỉ thôi nha mẹ. Cho con đê với con, mẹ cho con đê. Mọi người nhúc vào tìm với hồng sung, hồng sung rồi giúp anh nhúng mắm này nó ngon, có cà nó ra cả nhà. Hôm nay nấu cái nồi mắm, nồi lẩu mắm này quá khứ luôn rồi cả nhà, quá tuyệt vời. Thật không? Không, không ăn đâu. Còn súng nó giòn. Dậm vô máy không? Dậm vô cố lên. Con ăn gì, ăn thịt hay ăn cá? Cá ngon nè. Nước cơm rồi nè. Nước cơm. Nước cơm. Để giờ xuống nha chợ. Ừ. Bà cũng để giờ xuống không mua hết sao. Bà để giờ xuống không mua đâu. Mình muốn giọt. Gạo nhúc mẹ thì do gì thì ra nửa cá bắt không bắt được không thua bắt được không tự quá rồi thôi rồi tắt lên ba. Con đi trời thôi rồi tắt đi. Rõ. Nguyên một cái nồi chả bá lửa luôn cả nhà ơi, tới thế luôn. Nước cơm vô vô cá luôn nè. Cà quá đã luôn cả nhà ơi. Quá đó. Còn muốn nữa. Cái nhà. Mẹ ta có không thật đâu. À,
ăn nó giòn đã thiệt. Thôi mẹ con học cơ nước hả? Gì con học cơ nước hả? Ừ cơ nước gì ba ai có nước cơ mới ngon chăn nước hả? Có nước ừ cũng được con. Quá tuyệt vời nữa nè. Trà bán củ quà đi. Ăn đổ mồ hôi luôn cả nhà. Ăn lẩu này nó nóng lắm. Ăn lẩu này nó lắm lắm. Bạn ăn lẩu này đâu có mất quạt rồi đâu. Ăn đi. Quá tuyệt vời. Thì video mình tới đây hết rồi cả nhà ơi. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông rồi để dưới bình luận cho mình một cái bình luận cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà.